xin kính chào quý vị và bà con nông dân đang theo dõi chuyên mục nông nghiệp nông thôn của đài phát thanh truyền hình thái nguyên mở đầu sẽ là thông tin liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh thái nguyên trong tiểu mục chuyện nhà nông Vụ xuân năm nay, toàn tỉnh có kế hoạch gieo cấy 28.380 ha lúa, giảm hơn 300 ha so với cùng kỳ năm 2020. Phấn đấu năng suất bình quân đạt trên 55 tạ 1 ha, sản lượng đạt 156.400 tấn. Năm nay, bà con được hỗ trợ giá giống lúa chất lượng đối với vùng sản xuất tập trung là 30.000 đồng trên một sao để sản xuất vụ xuân mang lại hiệu quả kinh tế cao ngành nông nghiệp tỉnh đã phối hợp với các địa phương tuyên truyền bà con nhân dân chuyển dịch theo hướng tăng cơ cấu giống lúa mới có năng suất chất lượng giá trị kinh tế cao phù hợp với nhu cầu thị trường xây dựng các vùng chuyên canh cây trồng gắn với mô hình cánh đồng lớn để liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm đồng thời chú trọng áp dụng khoa học kỹ thuật thực hiện tốt công tác dự báo và phòng trừ sâu bệnh để đảm bảo vật tư nông nghiệp cho sản xuất vụ xuân trên địa bàn tỉnh, công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Thái Nguyên xây dựng kế hoạch nhập phân bón giống ngay từ đầu tháng 12 năm 2020. Hệ thống phân phối vật tư của công ty gồm 9 chi nhánh ở 9 huyện thành thị với hơn 200 cửa hàng, từ đó bảo đảm cung ứng nhanh kịp thời đáp ứng nhu cầu sản xuất của người dân. Hiện nay công ty đã chuyển đến tổng kho và chi nhánh 20.000 tấn phân bón các loại, gồm phân NPK, đạm, kali và hơn 30 tấn giống lúa ngô các loại. Ngoài ra công ty vẫn đang tiếp tục cung ứng giống phân bón đến các chi nhánh để phân phối tới các đại lý, bảo đảm cung ứng đủ số lượng chất lượng phục vụ bà con, tránh được việc thiếu hàng khi vào thời vụ cao điểm và khắc phục tình trạng đầu cơ tích trữ, ổn định giá thị trường. Thực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp giai đoạn 2016-2020, thành phố Sông Công đã quan tâm hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất bằng các cơ chế chính sách của tỉnh và thành phố. Theo đó, tổng nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trong thời gian qua của sông công là trên 51 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh và các nguồn vốn khác là 19,6 tỷ đồng, ngân sách thành phố là trên 31 tỷ đồng. Cùng với đó, thành phố đã quy hoạch vùng sản xuất tập trung đối với cây rau, hoa công nghệ cao có diện tích 35 ha, quy hoạch vùng sản xuất lúa tập trung là 137 ha, quy hoạch vùng trồng cây ăn quả 60 ha. Nhờ đó đến nay, giá trị sản xuất ngành nông lâm nghiệp và thủy sản đạt 735 tỷ đồng, tăng gần 200 tỷ đồng so với năm 2015. Đời sống và thu nhập của người dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Phần đầu đến năm 2025, giá trị sản phẩm thu được trên đất trồng trọt đạt 120 triệu đồng trên một hectare. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, tháng 2 sau cấy còn có rét, đặc biệt có một đến hai đợt rét đậm rét hại ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển của cây lúa. Để chủ động giành vụ xuân thắng lợi trong mọi loại hình thời tiết, bà con nông dân cần lưu ý một số biện pháp chăm sóc lúa xuân như sau. Chế độ nước tưới, vụ xuân nên lấy nước làm áo, sau cấy luôn giữ được một lớp nước nông trên mặt ruộng, vừa giữ ấm cho cây lúa giúp cho cây nhanh bén rễ hồi xanh, đồng thời thuận lợi cho việc sử dụng thuốc trừ cỏ và ốc bưu vàng nếu để ruộng khô gặp rét lúa có thể bị chết. Từ khi cây lúa bắt đầu đẻ nhánh thực hiện phương châm tưới nước theo công thức nông lộ phơi, tưới nông và giữ ẩm, sen kẽ để tạo điều kiện cho mùn run phát triển, giúp lúa đẻ nhánh sớm, đẻ khỏe, đẻ tập trung, không để ruộng khô, cỏ sẽ mọc nhiều. Khi lúa đẻ nhánh kín đất thì tháo cạn nước để lộ chân chim, giúp dễ lúa ăn sâu sẽ tăng khả năng chống đổ của cây giảm tỉa, không nên để ruộng quá dày, lúa sẽ đẻ ít, tỷ lệ bông hữu hiệu thấp, sâu bệnh nhiều, đồng thời nên giảm vào những chỗ cây chết, cây yếu để sớm ổn định mật độ. giảm tỉa càng sớm càng tốt nên kết thúc trước khi cây lúa đẻ nhánh. Thuốc trừ cỏ và ốc bưu vàng về thuốc trừ cỏ, vụ xuân nếu có mưa phùn, cỏ mọc rất nhanh, do đó nếu không diệt trừ cỏ dại tốt, vừa là nơi trú ngụ cho sâu bệnh và cạnh tranh dinh dưỡng của cây lúa. Về phòng trừ ốc bưu vàng, do ốc sinh sản nhanh gây hại cho lúa non, nhất là những ruộng có nhiều nước. Nếu mật độ ít thì nên bắt thủ công, nhiều thì dùng thuốc trộn với phân bón hoặc cát để vãi. Kỹ thuật bón phân thúc đẻ nhánh Lúa thuần, thiên ưu 8, TBR225, kim cương 111, khang dân 18, CO2, nếp các loại, với lượng phân bón trên một xào như sau. Đạm ure từ 3-4 kg, kali từ 2-2,5 kg. Đối với lúa lai như giống GS9, TH3-4 với lượng phân bón trên xào như sau, đạm ure 3-4 kg, kali 2,5-3 kg. Hoặc sử dụng phân bón NPK chuyên bón thúc cho lúa, lượng bón theo hướng dẫn ghi trên bao bì của nhà sản xuất. Riêng lúa lai lượng phân bón tăng từ 5-10% so với lượng phân như trên. Cách bón, khi nhiệt độ ngoài trời lớn hơn 15 độ C, khi lúa bén dễ hồi xanh, lúa bắt đầu đẻ nhánh thì tiến hành bón phân thúc bón phân thúc lần một trước, sau đó kết hợp dặm tỉa, cao cỏ sụp bùn phá váng ngay, giúp cho lúa đẻ nhánh nhiều và tập trung có tác dụng diệt cỏ dại, giải phóng khí độc trong đất, vùi phân tránh mất đạm, bổ sung oxy cho dễ, làm đất dễ già và kích thích ra dễ mới. Lưu ý, không nên sử dụng phân đơn để bón cho lúa, đặc biệt không được bón đạm lai dài sẽ kéo dài thời gian đẻ nhánh, làm cho lúa tốt lá, dụng lúa không thông thoáng, là điều kiện để sâu bệnh phát sinh gây hại tuyệt đối không bón phân đạm khi nhiệt độ dưới 15 độ C. Phòng trừ sâu bệnh thường xuyên kiểm tra thăm đồng để diệt ốc bưu vàng, chuột và phòng trừ sâu bệnh kịp thời theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn địa phương. Thưa quý vị, thưa bà con, những năm gần đây, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã hình thành nhiều vùng sản xuất hoa quy mô tập trung, trong đó có nhiều mô hình ứng dụng công nghệ cao, góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng, tăng thu nhập của nông dân, từng bước đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Trong đó mô hình trồng hoa ly ứng dụng công nghệ cao được đánh giá là mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục nông nghiệp nông thôn trên địa bàn huyện Phú Bình. Tổ hợp tác dịch vụ nông nghiệp Chi Huệ là một trong những đơn vị đầu tiên trên địa bàn huyện được Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp Phú Bình hỗ trợ trồng và chăm sóc hoa ly ứng dụng công nghệ cao với trên 30.000 cây. Trong những ngày giáp Tết Nguyên đán Tân Sửu, việc tiêu thụ hoa ly ra thị trường trong tỉnh và một số tỉnh lân cận đã giúp tổ hợp tác mang về nguồn thu đáng kể. Hôm nay thì được sự quan tâm của Trung tâm khuyến nông huyện có bàn giao cái 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 chuyển giao kỹ thuật. Trồng trọt thì là nhưng giờ thì chúng tôi đã xây dựng cái mô hình nhà lưới này rồi là hệ thống tưới tự động thì cũng giảm nó rất nhiều nhân công và kiểm soát được tốt cái dịch bệnh. Và đặc biệt nữa là có thể là điều chỉnh được cái thời gian sinh trưởng của cây hoa. Năm 2021, dự án trồng hoa ly công nghệ cao được triển khai trong vụ đông xuân trên địa bàn xã Tân Kim với 3 hộ tham gia, trồng 12.000 cây trên 600 m2 áp dụng công nghệ cao và 12.000 cây trên 600 m2 theo phương pháp truyền thống làm đối chứng. Tham gia dự án này, các hộ dân được tập huấn kiến thức kỹ thuật trồng và chăm sóc hoa ly ứng dụng công nghệ, hỗ trợ kinh phí mua phân bón và giống hoa, hỗ trợ kỹ thuật xây dựng hạ tầng khu trồng hoa. Tổng kinh phí thực hiện dự án là gần 880 triệu đồng, trong đó huyện hỗ trợ 350 triệu đồng, còn lại là người dân đối ứng chúng tôi đã triển khai các lớp tập huấn cũng như là cái các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật thì được người dân rất là hưởng ứng. Mô hình hoa ly thì chúng tôi áp dụng là xây dựng cái hệ thống nhà lưới, nhà màng để công nghệ cao và hệ thống tưới tự động và cái việc đó thì đã đem lại cái hiệu quả rất là lớn. Qua theo dõi đánh giá thực tế cho thấy, trồng hoa ứng dụng công nghệ cao tiết kiệm chi phí sản xuất và công chăm sóc, ít sâu bệnh, hạn chế sử dụng phân bón hóa học, hoa ra nụ đều, đẹp hơn, giá bán cao hơn so với trồng tự nhiên, ước tính trung bình mỗi sào cho thu lãi trên 114 triệu đồng, cao hơn hoa trồng thông thường khoảng 28 triệu đồng trên một sào. Vì vậy, phát triển mô hình trồng hoa ly ứng dụng công nghệ cao là một trong những mục tiêu mà ngành nông nghiệp huyện Phú Bình đang hướng tới. Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là xu hướng tất yếu, góp phần giảm thiểu công lao động, giảm thất thoát do thiên tai, an toàn với môi trường, tiết kiệm chi phí trong quy trình sản xuất, chế biến tiêu thụ và tạo động lực mới cho việc phát triển nông nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh. Thông tin trong mục góc nhìn nông nghiệp đã khép lại chuyên mục nông nghiệp nông thôn ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và bà con nông dân đã chú ý theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.